Đấy, em là của anh. Buông tôi ra. Em là của anh. Anh muốn làm gì? Buông tôi ra. Tôi cầu xin anh, buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông ra. Em không được đi đâu hết. Em là của anh. Đinh tổng quản, tên đó dọn xong rồi. Ông vào xem thử. Được, đi. Nói, Mã Thiên Phóng trốn ở đâu? Tôi không biết. Tôi không biết Mã Thiên Phóng ở đâu. Nói. Tôi thực sự không biết Mã Thiên Phóng ở đâu. Tôi chỉ biết Mã Từ Châu ở đâu thôi. Mã Từ Châu ở đâu? Nhược Lan, mau đi với anh. Anh định giở trò gì nữa? Em nghe nói anh không giở trò với em. Liễu Sinh bọn họ sắp hại em rồi. Chúng ta đi nhanh đi. Tôi không tin anh. Không đi sẽ không kịp đâu. Đi mau, đi mau. Thưa Mã Gia, cậu định đi đâu? Vừa nhận được mệnh lệnh của Trung Thiên Sinh, kêu tôi đưa Nhược Lan vào thành trao đổi với Quý Nhạc. Vậy sao? Nhưng tôi vừa nhận được mệnh lệnh của Trung Thiên Sinh, nếu ai tự ý đưa Mã Nhược Lan đi, giết không tha. Liễu Sinh, đừng giả truyền thánh chỉ nữa. Trung Thiên Sinh là cha tôi, có thể giết tôi sao? Nói dối mà cũng không chịu động não. Đi. Tiêu rồi. Trên tiêu có độc. Mã Tử Châu dẫn theo Mã Nhược Lan bỏ trốn. Chúng tôi bao vây cậu ấy, nhưng không ngờ Quý An Trần không biết tại sao lại đột ngột xuất hiện, còn giết chết mấy sư đệ của tôi. Hiện giờ Mã Từ Châu nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, không rõ tung tích. Từ Châu có sao đi nữa cũng sẽ không hợp tác với Quý An Trần. Chắc chắn là có người đã để lộ thông tin. Tổng quản Đinh, hôm qua ông ấy có tới, vậy chắc chắn là ông ấy sẽ không ai khác. Bây giờ tôi đi giết ông ấy. Đừng gấp. Ông ấy chẳng qua chỉ là một phế vật tham sống sợ chết. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Từ Châu với Nhược Lan. Từ Châu trúng phi tiêu của tôi, trên đó có độc, không trốn được bao lâu, cậu ta sẽ tự mình chạy đến đây. Vậy nó chỉ còn một nơi có thể đi. Không sao hết, để nó trốn mấy ngày trước đi. Phải rồi. Không phải ông nói Quý Nhạc gửi tin đến sao? Phải. Hắn nói hắn biết chỗ cất tài sản của Âu Trấn Thiên. Được. Vậy ông trả lời lại hắn.
nói đồng ý lấy Nhược Lan ra trao đổi. Không có ai, đi, chúng ta vào trong. Em yên tâm đi, ở đây rất an toàn. Họ sẽ không nghi ngờ chúng ta. Đi thôi. Vết thương của anh sao rồi? Không sao, máu đã ngừng chảy, chắc không sao đâu. Ngày mai anh nghĩ cách tìm chiếc thuyền. Anh có một tài khoản ở Hồng Kông, cha anh cũng không biết. Tiền anh tích góp đủ cho hai chúng ta sống cả đời. Nhược Lan, em đi đâu? Tôi không đi đâu hết, chỉ là thấy đói bụng muốn xuống lầu kiếm chút đồ ăn, được không? Được, anh đi với em. Mẹ thấy đỡ hơn chưa? Phong Nhi đâu? Em ấy sẽ về liền. Ngạc nhiên, con hứa với mẹ nhất định phải chăm sóc Nhược Lan thật tốt, đối xử tốt với nó. Mẹ, thật ra con gái lớn Âu Gia Âu Vi Tuyết vẫn còn sống. Cô ấy chính là thám trưởng Tư Đồ. Thật sao? Thật. Cô ấy là Phi Tuyết. Phải, mẹ yên tâm, hai chị em họ đã nhận nhau. Đợi chuyện này qua đi, mẹ có thể đón hai người họ về nhà làm con gái nuôi. Nhạc Nhi, mẹ từng hứa với Tố Tâm, Quý Gia nhất định phải cưới con gái Âu Gia làm con dâu, nhất định phải cưới về. Mẹ, nếu con thật muốn cưới vợ, con muốn cưới Âu Vi Tuyết. Nhưng Quý Phong trước giờ đều rất thích Nhược Lan. Không được, chuyện này không được. Không được, mẹ đừng gấp. Quý Phong không thể ở bên nhau với cô ấy. Con nhất định phải ngăn cản chúng nó. Mẹ đừng gấp. Mẹ. Mẹ. Người đâu? Mẹ. Mẹ à. Mẹ, chuyện gì con cũng hứa với mẹ. Mẹ. Thám trưởng Tư Đồ, là bà, tôi đợi cô lâu rồi. Bà đến đây vì chuyện của Quý Bắc Khang. Phải, ông ta chết cũng đáng. Dù tôi không giết ông ta, ông trời cũng sẽ không tha cho ông ta. Người đáng chết không phải anh ấy, bởi vì chủ mưu hại cả nhà cô năm xưa là tôi. Nhược Lan, em thấy sao? Mùi vị vẫn quen thuộc chứ? Bánh quy của Pháp. Lần nào cũng kêu họ ra ngoài mua rất nhiều để trong nhà. Trước đây em ghiền ăn nó, không ăn bữa chính nữa. Thấy sao? Mùi vị như cũ chứ? Em bị sao vậy? Chuyện gì?
Anh sao rồi? Độc tính. Độc tính phát tác, phải làm sao? Hay đến bệnh viện đi. Không, mau dìu anh đưa về phòng. Được. Ngăn thứ hai trong tủ có một bình màu trắng, nắp đậy màu đỏ. Ở đâu? Ngăn thứ hai. Em có thấy bình màu trắng? Không có. Nắp đậy màu đỏ. Là bình này à? Đúng. Mở ra. Anh sao rồi? Anh... Xem ra quý gia các người tình cảm rất sâu đậm. Bây giờ lại đứng ra nói bản thân mình là hung thủ. Sao vậy? Bất an sao? Biết ngày chết của bản thân mình sắp đến, nên các người đến trước mặt tôi diễn một vở tuồng à? Vào một đêm mưa thu 10 năm trước, Mã Thiên Phóng bày tiệc trong thủy cát để từ biệt cả nhà cô. Đột nhiên, năm người mặc áo đen xông vào. Mẹ cô với Mã phu nhân bị trúng độc nằm dưới đất. Ba người mặc áo đen đánh thẳng đến chỗ cha cô. Cô với em gái cô khóc la đi về phía mẹ cô. Mẹ! Mẹ! Tôi chính là một trong những người mặc áo đen đó. Sau đó, cha cô đã nhận ra tôi. Phóng tiêu làm chân tôi bị thương. Phi tiêu đó rất đặc biệt. Trên phi tiêu có một đóa hoa nhài. Người dùng phi tiêu làm Nhược Lan bị thương là bà? Là tôi. Bởi vì tôi không muốn cô ta làm con dâu của quý gia chúng tôi. Mọi chuyện đều do quý Bắc Khang sai khiến bà. Sai. Anh hai tôi không biết gì về những chuyện này. Năm xưa, người cứu Mã Thiên Phóng khỏi nhà lao là tôi. Người liên lạc sát thủ giết người là tôi. Người đưa tiền cho Mã Thiên Phóng là tôi. Còn nữa, người đưa cái súng cho ông ta cũng là tôi. Tôi không tin. Tôi phải bắt người thân của bà, từng người chết trước mặt bà. Sai. Giết cả nhà của cô do một mình Mã Thiên Phóng làm. Hôm nay tôi dám đến đây tìm gặp cô thì không nghĩ đến chuyện sống chết. Nhưng mà tôi không che giấu những chuyện tôi đã làm nữa. Tôi không thấy hối hận vì giết cha cô chút nào. Vì ông ta là một kẻ khốn kiếp, không chuyện ác gì không làm. Tôi thật không ngờ lại liên lụy đến bao nhiêu người vô tội, khiến tôi hối hận cả đời. Nên mỗi lần đến mùng 1 và 15, tôi đều sẽ đi đến đây đốt ba nén nhang, siêu độ cho họ. Siêu độ? Bà có thể siêu độ cho những vong linh vô tội đó sao? Họ là sinh vật hy sinh cho bà trả thù. Dù họ có biến thành ma cũng sẽ không tha cho bà. Cô yên tâm, đợi cứu em gái cô ra, tôi sẽ cho cô một câu trả lời. Bà biết tung tích của Nhược Lan? Đúng. Em gái cô bị trúng nhốt sau núi. Hôm nay lúc tôi đi đến đó, họ đang tính ra tay với cô ấy. Tôi giết chết mấy tên canh giữ. Nhưng mà Mã Từ Châu đưa cô ấy đi rồi. Mã Từ Châu? Phải. Cô ấy bị Mã Từ Châu đưa đi. Tôi bị mấy tên kia đeo bám không thể đuổi kịp. Tại sao bà muốn cứu Phi Tinh? Vì tôi muốn lấy em gái cô để đổi lấy một cơ hội chính tay giết chết Mã Thiên Phóng. Nhạc Nhi, bắt đầu từ bây giờ, mỗi một câu cha nói ra con đều phải nhớ. Năm xưa, chuyện của Âu Chấn Thiên là cha gây ra. Nguyên nhân của sự việc này cha không muốn nói rõ ràng với con.
bây giờ cha gặp báo ứng. Cha không có oán than gì. Nếu như mẹ con thật sự ra đi, cha không còn gì lưu luyến nữa. Bây giờ cha giao gia đình lại cho con. Con phải chăm sóc thật tốt cô con và Phong Nhi. Cô của con trong lòng rất đau khổ. Cha, con muốn hỏi cha một chuyện. Hỏi chuyện gì? Trước giờ Quý Phong luôn rất thích Nhược Lan. Em ấy có thể cưới Nhược Lan không? Không được. Tại sao? Rốt cuộc là con trai của Quý gia không thể lấy con gái của Âu gia, hay chỉ có Quý Phong không thể cưới Mã Nhược Lan? Rốt cuộc Quý Phong là con trai của ai? Con đang có ý gì đây? Nếu Quý Phong cũng giống như con, đều là con trai của cha, tại sao con có thể cưới Mã Nhược Lan nhưng em ấy lại không? Trừ khi em ấy không phải con trai cha. Cha, rốt cuộc năm xưa cha với mẹ xảy ra chuyện gì? Con nói gì hả? Cha với mẹ con nghi ngờ mẹ con à? Con không muốn nghi ngờ, nhưng thái độ của mọi người thật sự quá kỳ lạ. Vốn dĩ con không rõ được cha. Thật ra Quý Phong là con trai của Âu Chấn Thiên phải không? Con nói bậy. Cha nói con biết, Quý Phong là con trai của Quý gia. Nếu con dám nói bậy nữa, cha đuổi con ra khỏi nhà. Đã vào lúc này rồi, cha còn lẩn tránh chuyện gì nữa? Tại sao cha không thể nói ra hết sự thật? Con ra ngoài. Ra ngoài cho cha. Con không tin cha chính là hung thủ. Con nhất định điều tra rõ ràng. Con không chấp nhận cha giao gia đình này lại cho con, bởi vì con chưa có năng lực gánh vác hết gia nghiệp này. Điều quan trọng nhất hiện bây giờ chính là đồng tâm hiệp lực giải quyết chuyện của Mã Thiên Phong. Chuyện này không liên quan đến con. Cha tự có cách giải quyết. Đại thiếu gia có người tìm cậu. Sương sương nhỏ, anh biết rồi, đi đi. Đại thiếu gia em đi nha. Được. Nhược Lan, em vẫn luôn không ngủ. Trói đau em rồi hả? Anh xin lỗi. Anh chỉ sợ ngủ say quá, em bỏ trốn, sợ em rời khỏi anh, không lo cho anh nữa. Đừng giận anh nha, đừng giận nha. Anh yên tâm, tôi sẽ không chạy đâu. Tôi phải nhìn xem anh chết ra sao. Em thấy đói chưa? Anh đi xuống lầu lấy bánh cho em ăn. Thuốc của anh không còn lại bao nhiêu? Còn đủ dùng mấy ngày? Bình đó không phải là thuốc mà là thuốc viện, đúng không? Nó chỉ có thể kìm hãm độc tính trong nhất thời, vốn không thể nào giải độc. Đến lúc đó anh còn khó coi hơn chết. Đừng nói nữa. Tôi cứ nói, tôi phải ở lại nơi này. Chính mắt nhìn thấy anh bị ăn mòn từng chút một. Tôi phải nhìn xem anh chết khó coi như thế nào. Nhược Lan, bây giờ em nói chuyện với anh khiến anh rất đau lòng biết không? Bất luận em có nói gì, hãy nghe rõ. Ở trên thế giới này không có người nào yêu thương, quan tâm đến em hơn anh.
Bây giờ đi ra ngoài, tìm chiếc thuyền. Đợi tìm được thuyền, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Cố chịu thêm một chút. Nhược Lan, yên tâm, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em. Nè, anh. Em đi đâu vậy? Làm anh sợ quá. Cô đâu rồi? Em không biết. Từ đầu đến cuối em chưa từng gặp cô. Cô mất tích cùng với em mà. Nhị thư gia đến chỗ của Tiểu Tuyết tìm cậu, nên tôi kêu người gửi tin cho cậu. Phải rồi, cô để lại cho em một bức thư. Là sao? Chuyện này là sao? Hôm đó em quay về thì bị người ta đánh ngất. Khi tỉnh lại phát hiện trong xe có một người xa lạ. Em cũng không biết tại sao. Rốt cuộc mẹ sao rồi? Cái này là mẹ cậu nhờ tôi đưa lại cho cậu. Đợi đã, mẹ cậu nói sau khi bà ấy qua đời mới được xem. Nhược Lan, bây giờ anh đi tìm thuyền. Bức thư này anh sẽ gửi đến quý gia. Ba ngày sau họ nhận được. Ba ngày sau, nếu anh không về đây, họ sẽ đến đây cứu em. Những thức ăn này dưới nước đủ em sống trong ba ngày. Nếu như thuận tiện, có thể tìm được thuyền. Chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, không quay về nữa. Dục Lan, nếu anh không về đây được nữa, có thể lần này là lần cuối anh gặp em. Sau này không có anh chăm sóc em, em nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Biết chưa? Không phải anh nói với em phải sống thật tốt sao? Sau này đến tiết Thanh Minh, nếu em có thể nhớ đến anh. Đến phía trước đống đổ phế của Âu gia, rót ly rượu cho anh. Trong cuộc đời này, nơi anh không quên nhất là cùng với em trong vườn hoa của Âu gia. Anh nghe em gọi anh Tự Châu, sau khi lớn lên em sẽ lấy anh. Sẽ lấy anh. Vậy được rồi.
Em biết không, trước khi đến đây, anh vì chuyện của em cãi nhau lớn tiếng với cha. Chuyện của em? Tại sao? Anh nói với cha, anh muốn để em cưới Nhược Lan. Cha nổi giận. Đã lúc nào rồi anh còn tâm trạng nhắc chuyện này? Anh nói vậy vì muốn thử phản ứng của cha. Phản ứng? Phản ứng gì? Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu. Tại sao anh có thể cưới Nhược Lan nhưng em không được? Mỗi lần nhắc đến chuyện trong nhà, mẹ cũng vậy, cha cũng vậy, thậm chí là cô, không một ai đồng ý. Thật ra em cũng đã nghĩ, nhưng không thể hiểu được. Nếu nói Quý gia thật có thù với Âu gia, anh cũng là con trai của Quý gia, tại sao anh cưới được, em lại không cưới được? Nên anh hỏi cha, có phải em không phải là con trai của Quý gia không? Anh đang nói lung tung cái gì đó? Anh nghĩ trong hộp mẹ để lại cho em chắc chắn có câu trả lời. Không muốn mở ra xem à? Nghe anh nói, bất luận kết quả ra sao, anh đều là anh hai của em. Anh không nghe tôi đồ quà nói sau khi mẹ mất mới mở nó ra. Vậy cho nên, bởi vì câu nói này, anh càng nghi ngờ hơn. Em không muốn biết đáp án sao? Phong Nhi, khi con nhìn thấy bức thư này, chắc mẹ cũng đã đi xuống dưới cửu tuyền. Có một chuyện mẹ vẫn luôn che giấu con. Con đừng trách mẹ. 20 mấy năm nay, mẹ vẫn luôn yêu thương con như con ruột của mẹ, vì muốn bù đắp lại tội lỗi Quý gia gây ra với con. Thật ra An Trần mới là mẹ ruột của con. Miếng ngọc này là do Âu Chấn Thiên cha con để lại. Năm xưa, mẹ nói cho Tố Tâm biết thân thế của Phong Nhi. Cô ấy rất kinh ngạc, sau đó gửi miếng ngọc đến, xem như nó là minh chứng Phong Nhi là cốt nhục của Âu gia. Sau đó, Âu Chấn Thiên truy hỏi tung tích của miếng ngọc, mới biết được ông ấy còn có con trai. Vậy nên, ông ấy đến kinh thành muốn dẫn Phong Nhi đi, còn phế võ công của cha con. Vì vậy, An Trần liên kết Mã Thiên Phong giết chết Âu Chấn Thiên. Vụ thảm án năm xưa đều do mẹ mà ra. Miếng ngọc bội này chỉ đành đợi sau khi mẹ chết công khai mọi chuyện. Phong Nhi, con đừng trách mẹ, càng đừng trách mẹ ruột của con. Sao vậy? Gạt người? Các người đều biết rồi phải không? Em, các người đều biết rồi phải không? Bình tĩnh lại, anh chỉ đoán thôi. Đoán à? Thân thế của chính mình em cũng không đoán ra được, anh lại đoán ra được sao? Em đọc hết bức thư của mẹ đi. Bình tĩnh lại. Em không nghe. Em không nghe. Quý Phong. Quý Phong. Mặc kệ em, buông em ra. Quý Phong, nghe anh nói. Quý Phong, giờ mẹ rất yếu, nếu em về nhà hỏi sẽ lấy mạng của mẹ đó. Em không nghe. Em bình tĩnh lại đi. Mặc kệ em. Lừa gạt. Kẻ lừa gạt. Anh gạt em.
Đốc quân, Trung thư sinh đến rồi. Trung thư sinh, Đốc quân. Sao rồi, sắp xếp xong chưa? Xong hết rồi. Bọn họ đều đồng ý. Tốt quá. Chết tiệt. Ta phải bắt Chu Què nếm thử lợi hại của ta. Được thôi. Nhưng mà Đốc quân, ông phải vào thành sớm hơn. Anh xem tiền thuyền của tôi. Lúc đó chúng tôi đi thẳng đến đây. Tôi đưa anh tiền trước. Mẹ xem ai nè. Phong Nhi, Phong Nhi. Mẹ, con về rồi. Con đi đâu vậy? Mẹ vẫn luôn tìm con, vẫn luôn đợi con. Mẹ, Phong Nhi khiến mẹ lo lắng rồi. Phong Nhi. Mẹ. Nhạc Nhi, Nhạc Nhi, Phong Nhi. Mẹ, chúng con hiểu rõ ý của mẹ. Mẹ yên tâm. Nhược Lan, Nhược Lan, chúng ta tìm được thuyền rồi. Nhược Lan, cha, Liễu Sinh là kẻ phản bội, đến lời của con cũng không nghe, hơn nữa còn muốn giết chết Nhược Lan. Cha, nếu ông ta giết chết Nhược Lan, chúng ta sẽ không còn điều kiện đàm phán với quý gia. Vậy sao? Cha, con gì con ả tiện nhân này dám phản bội ta? Con không phản bội cha, điều con nói là sự thật. Vậy sao? Vậy ta sẽ tin lời con. Liễu Sinh, Từ Châu, con hãy thay ta giết chết ả tiện nhân này. Cha, con sẽ giết em ấy. Nhưng cha nghĩ đến chưa? Nếu Nhược Lan bị giết chết, chúng ta không thể tìm ra bảo tàng của Âu gia được nữa. Cha, con cầu xin cha, đừng giết em ấy. Cha, ta nuôi được đứa con trai tốt, lại có thể giả tiện nhân này không sợ chết.
Không sao rồi. Phong Nhi, con từng nghĩ đến chưa? Cô của con cũng chính là mẹ ruột của con. Nếu như không phải có nỗi khổ bất đắc dĩ, sao em ấy lại để con trai mình kêu mình là cô chứ? Cha cầu xin con, đừng trách em ấy. Trong lòng em ấy quá khổ. Cha, em trai con không phải con nít, em ấy sẽ không trách ai. Chỉ là sự việc quá đột ngột, cha cho em ấy chút thời gian đi. Bao nhiêu năm nay mẹ con vẫn luôn ăn ngủ không yên, đặc biệt cảm thấy rất áy náy với con gái Âu gia, nên mẹ con mới giấu mọi người, nói cho Âu phu nhân biết thân thế của Phong Nhi. Không thể trách Âu Chấn Thiên đến tận nhà tìm, muốn đưa Phong Nhi đi, còn đánh cha bị thương. Nghiệt duyên, đều là nghiệt duyên. Cha, cha đừng nói nữa, con biết hết rồi. Trước giờ Quyển Như vẫn luôn không nói cha biết về chuyện năm xưa Âu phu nhân còn gửi miếng ngọc này đến. Chẳng trách được Âu Chấn Thiên mở miệng ra là nói cha phải giao thứ này cho ông ấy. Mã Thiên Phóng truy sát gắt gao miếng ngọc trên người của chị em Âu gia, nhưng ông ta lấy được lâu vậy vẫn còn chưa tìm ra được bảo tàng đó. Theo như con nghĩ, chắc chắn vấn đề là ở trong miếng ngọc bội này. Con từng thấy miếng ngọc bội trên người Tiểu Tuyết, tuy bên trên được khắc hình phụng hoàng nhưng cảm giác không được hoàn chỉnh. Còn con rồng trong miếng ngọc này thật ra cũng không được hoàn chỉnh. Nếu cộng thêm miếng ngọc đó của Mã Nhược Lan, lời con nói rất có lý. Năm xưa Âu Chấn Thiên vì miếng ngọc bội này không tiếc trở mặt với cha, nhưng mà cha vốn không hề biết tồn tại của nó. Bây giờ xem ra, với Âu Chấn Thiên mà nói, miếng ngọc bội này có ý nghĩa rất lớn. Bác Khang, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không thông báo tôi biết? Hội trưởng quý nói ngài vừa vào thành, cần phải xử lý công vụ ở rất nhiều nơi. Thứ hai, ông ấy nói là ân oán cá nhân nhà ông ấy, không nên để ngài xen vào. Ông ấy không xem tôi là huynh đệ. Ông ấy mạo hiểm vì tôi bao nhiêu lần, vào sống ra chết bao nhiêu lần. Ông ấy gặp chuyện tôi khoanh tay đứng nhìn được sao? Mã Thiên Phóng, trong tối chúng ta ngoài sáng, chúng ta không biết bước tiếp theo của ông ta là gì. Anh nói Quý Phong là con trai của cha em. Đúng. Năm xưa là cha em đùa giỡn tình cảm, bỏ rơi cô anh mới sinh ra Quý Phong. Chẳng trách được. Bà ấy nói bà ấy giết chết cha em, bà ấy không hối hận. Vì mình đã làm như vậy, bà ấy chỉ không thể ngờ Mã Thiên Phóng lại đi hạ độc thủ với những người khác. Em nói cái gì?
Ai nói với em? Cô anh nói với em à? Bà ấy nói tất cả mọi chuyện năm xưa đều là bà ấy sắp đặt kế hoạch. Bà ấy muốn giết chết cha em. Chính miệng cô anh đã nói như vậy à? Bà ấy nói vậy là vì muốn cứu cha anh. Nhưng mà nếu như bởi vì Quý Phong, tại sao vậy? Anh nói em biết tại sao như vậy. Mười mấy năm nay em vẫn luôn muốn điều tra rõ chân tướng sự việc, nhưng tại sao sự thật lại thành ra như vậy? Em cứ tưởng em nên oán hận người giết chết cha em, nhưng không ngờ được người đó chính là cô anh cha em làm tổn thương bà ấy. Em nên làm sao đây, Tiểu Tuyết? Quý Nhạc, anh nói cho em biết nên làm sao đi. Nói cho em biết đi. Nói cho em biết đi. Em có nên giết chết bà ấy không? Bất luận ai đúng ai sai, rốt cuộc em có được những gì sau khi em trả thù? Em còn muốn cố chấp tiếp tục làm vậy nữa không? Em cứ tưởng cha em là anh hùng cái thế, không ngờ ông ấy bội tính bội nghĩa. Em cứ tưởng ông ấy đối tốt với mẹ em vậy, nhưng mà nhưng ông ấy trêu qua ghẹo nguyệt bên ngoài. Đừng nghĩ nhiều nữa. Điều quan trọng hiện giờ là cứu Nhược Lan. Phải, Nhược Lan. Điều quan trọng bây giờ chính là cứu Nhược Lan. Em phải cứu Nhược Lan. Chúng ta sẽ cứu cô ấy. Liễu Sinh, tình hình bên ông hiện giờ sao rồi? Người đã đến nơi, hiện giờ đang ở khách sạn Hòa Ký. Rất tốt. Nếu ngày mai thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, vậy người phụ nữ đang ở trên lầu sẽ thưởng cho ông. Không phải vẫn luôn thích cô ta sao? Cảm ơn Trung tiên sinh. Cha, con có ý kiến gì à? Trung tiên sinh, quý gia phái người đưa đến đi. Sau ngọ ngày mai, đổ nát Âu gia, mang theo ngọc bội và nhị tiểu thư bí mật kho báu phơi rạng sáng. Ngày mai chia ra hành động theo kế hoạch. Ta muốn cảnh tượng vào 10 năm trước đây tái hiện. Lão gia, lão gia, có chuyện gì? Lão gia, ông xem. Quý Nhạc, Quý Phong, hai con đi xung quanh xem. Tú Ngọc, dạ lão gia, kêu người lấy nước rửa sạch đi. Dạ được. Mau đi lấy nước, mau. Sao rồi các con? Kiểm tra thư phòng tiền viện không phát hiện gì. Mười mấy con gà sống để sẵn trong nhà bếp đều đã chết. Còn nữa, còn gì nữa? Con chó trong nhà ở hậu viện cũng chết ở ngoài cửa. Tối qua con không phát hiện ra chuyện gì bất thường. Cha, rốt cuộc chuyện là sao? Ý của chúng, chó gà cũng không sống được. Nhạc Nhi, mẹ con không thể ở lại trong nhà. Quý Phong, con lập tức lấy xe đưa mẹ con đi khỏi đây.
10 năm rồi. Cuối cùng cũng sắp có một kết cuộc. Tôi sẽ thay tất cả oan hồn của các vị, đòi lại một sự công bằng. Bác sĩ, giờ tôi và ấy, các vị hãy chuẩn bị tâm lý. Rất có thể chỉ trong mấy ngày tới. Quý Phong, Quý Nhạc, hai con đi trước. Cha muốn ở bên cạnh mẹ con. Quỳnh Như, tôi cũng biết tôi không giữ nổi bà nữa rồi. Bà đừng sợ, rất mau tôi sẽ đến tìm bà. Bởi vì hai chúng ta đã hứa trước, cả đời này hai chúng ta sống chết có nhau. Đứng lại, đứng lại kiểm tra. Được rồi, đi qua đi. Bên trong đang chứa thứ gì? Qua đi. Đều là rau thôi, đi qua. Qua đi. Trưởng quan vất vả rồi, bắt buộc phải kiểm tra. Dạ biết, dạ biết trưởng quan. Nếu hôm nay chúng tôi đưa rau đến đó trễ, không còn ai chịu mua nữa. Cho qua đi mà. Được rồi, đi đi. Dạ, cảm ơn trưởng quan. Chọn một cây, mang theo bên người. Anh không cần, anh mang theo cũng không biết bắn, sao phải thêm phiền phức. Không sợ gì, chỉ sợ lỡ Như thôi. Lúc nhỏ không phải anh rất thích súng sao? Anh không nhớ, anh chỉ còn nhớ em bán đứng anh ra sao. Anh, em xin lỗi. Em còn khách sáo với anh à? Anh vẫn nên mang theo người. Anh không chịu mang theo, em không yên tâm. Được. Anh trai bảo vệ em gái. Em cho rằng đây là một ý niệm vừa sinh ra đã có. Giống như trước giờ em vẫn luôn được anh bảo vệ. Thì ra tình cảm thân thiết trong vô thức giữa em với Nhược Lan chính là bởi vì bọn em là ruột thịt, em là anh trai của cô ấy. Em chính là anh trai. Nghĩ thông suốt chưa? Có gì mà không thông? Cô đối xử tốt với em như vậy, từ trước đến nay, mọi chuyện mà cô đã làm cho em thật ra cũng giống như mẹ vậy. Sao em có thể hận cô được chứ? Tân Quân, nhất định phải bảo vệ họ thật tốt. Tân Quân yên tâm, trận chiến của ngài cũng không thể xem thường. Tân Quân bảo trọng. Quay phải, quay. Đi đều, bước.
Chuẩn bị xong rồi chứ? Đã xong. Xuất phát. Dạ. Quý Phong, một lát nữa nếu như xảy ra chuyện gì, tuyệt đối phải giữ được bình tĩnh. Phải nhớ thật kỹ, chỉ có bảo vệ được bản thân mình mới bảo vệ được người khác. Cô chắc không? Chắc chắn. Hội trưởng Quý, lâu không gặp. Bạn cũ lâu ngày không gặp nhau. Ông đem theo hai cổ quan tài, muốn hát dở tuồng gì? Mã Thiên Phong, đừng phí lời. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của chúng ta. Ân oán mười mấy năm nay cũng nên có một kết cuộc. Cũng tránh để ông suốt ngày giả điên giả dại. Tôi không giả điên giả dại. Ông có kết cuộc như ngày hôm nay sao? Một tên trộm sông nhỏ bé như ông sao hiểu được hoài bão chí lớn của ta? Sai ở chỗ năm xưa, trong phút sai lầm, ta lại tha cho ông. Nếu không phải vậy, cũng đã không có nhiều vong linh oan hồn như vậy rồi. Nói đến oan, ai oan hơn ta chứ? Nhớ năm xưa, ta một lòng một dạ đi theo Âu Chấn Thiên. Nhưng ta có được cái gì? Tan nhà nát cửa, mai danh ẩn tính, phải sống tạm bợ. Ta không thể nuốt trôi cơn giận này. Nhược Lan, Mã Thiên Phong, mau thả cô gái này ra, hay chúng ta kết thúc chuyện này. Ông đừng nằm mơ. Không lấy được đồ, ta sẽ không thả cô ta ra. Các người giao nộp hết vũ khí trên người ra đây. Dục Lan, em không sao chứ? Yên tâm đi, em không sao. Nói xem các người vì những thứ đó tranh giành mười mấy năm nay, có cần thiết như vậy không? Mọi người xa lánh, giết vợ diệt tổ. Hôm nay các người tìm được những thứ đó, hãy đem hết đi đi. Sau này đừng xuất hiện ở Thông Thành nữa. Nhưng Dược Lan, các người phải để lại. Nếu không tìm được những thứ đó thì sao? Không tìm được thì không có thôi. Vậy thì xem như nằm mơ giữa ban ngày mười mấy năm. Nhưng mà Nhược Lan vẫn phải để lại.
thằng nhóc con đứng đó khua môi múa mép. Quý Bắc Khang, ông hẹn tôi đến đây chính là muốn nghe ta nói mấy lời thừa thãi sao? Không phải ông muốn tiền của cha tôi sao? Tôi nói cho ông biết, ở dưới chân ông. Không thể nào. Ta từng tìm ở đây, nơi này không có lối đi vào con đường bí mật. Mã Thiên Phong, không phải ông muốn tìm bảo tàng sao? Đi theo ta. Các người đợi ở bên ngoài, sẽ có người đến tiếp ứng. Mã Thiên Phong, nó ở đây. Ở đâu? Ôi Trấn Thiên, quỷ kế đa đoan. Ông xuống trước đi. Không hay rồi, đầu doanh trưởng phản bội. Các quân đệ xông lên. Lên. Đốc quân, chú què không ngờ được ta còn quay về nhanh như vậy. Thuộc hạ của hắn đi theo ta, hắn càng không ngờ được. Đốc quân, có phải chúng ta nên lập tức đến phủ đốc quân giết hắn không còn manh giáp? Không, cậu hồ đồ. Chúng ta lập tức đem quân đến nhà cũ Âu gia. Không thể để Mã Thiên Phong lấy được hết kho báu đó. Chỉ cần chúng ta lấy được kho báu vậy, ta không cần phải nói điều gì, lập tức dẫn quân giết chu về đó. Đốc quân cao kiến. Các quân đệ đi. Rõ. Đường địa đạo này năm xưa vì để vận chuyển quân quả thuận lợi, ta với Âu Chân Thiên bàn bạc nhau cùng đào ra nó. Cha, bình sinh tái bắc giang nam quy lai hoa phát thương nhan bố bị thu tiêu mộng giác nhãn tiền vạn lý giang sơn cổ kim lăng cốc mang mang thị triều giản giản canh tàng thử địa cư nhiên bình thắng tự tiêu tiểu tiểu hưng dục. Ha 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 ha.
xem ra hôm nay đến đây không uổng công. Đốc quân, chúng ta đến trễ rồi. Bọn họ đâu rồi? Phía sau có một đường hầm, bọn họ đi xuống dưới, tôi dẫn ngài qua đó. Khoan đã. Đốc quân, sao bọn chúng cũng đến đây? Chúng ta ra tay đi. Không được, đợi chúng đấu đá nhau mệt rồi, chúng ta lập được công lớn. Mã Thiên Phong, dựa vào bản chất tiểu nhân gấp gáp này của ông, không thể thành được đại sự. Làm tên cướp xong đã là đề cao ông. Tìm được rồi, tìm được rồi. Những thứ này là của ta, đều là của ta. Những thứ này là của ta. Hắn ta điên rồi. Lát nữa chúng ta nghĩ cách cứu Nhược Lan ra. Đi đến sớm không bằng đến đúng lúc. Sao ông đến đây? Ông muốn ta đấu nhau với Chu Què, còn ông đến đây lấy vàng. Chuyện tốt như vậy sao không có ta? Ông đến thật đúng lúc. Kêu người đem tất cả ra ngoài, giết chết hết bọn chúng. Ông còn chưa nhìn rõ tình thế, còn muốn chỉ huy ta sao? Tối hôm nay ngoại trừ số vàng này với lại bọn ta ra, không ai có thể rời khỏi nơi này. Mau. Phong Nhi, mau.
dừng tay hết, không được nổ súng. An Trần, Mã Thiên Phong, tốt nhất ông thả mọi người ra, nếu không tôi sẽ giết chết con trai ông. Con trai ta? Nó không phải con trai ta. Năm xưa vợ ta sinh khó, mẹ và con đều không thể cứu được, là ta nhặt đại một đứa bé đem về. Ta không có chút quan hệ huyết thống gì với nó, muốn giết cứ tự nhiên, ta không quan tâm. Cha, sao cha phải nói những lời này gạt mọi người? Cha từng hứa với con, đợi sau khi diệt thành sẽ gả Nhược Lan lại cho con, cha quên rồi à? Người im miệng, ngươi là đứa con quan, không biết cha mẹ của chính mình là ai. Không, cha đừng gạt con. Con cầu xin cha, thả Nhược Lan ra đi. Con cầu xin cha. Ngươi vốn không phải con trai ta, đã đến lúc này rồi, ngươi còn muốn giúp ả tiện nhân này Liễu Sinh, giết cô ta. Ông dám? Nhược Lan, anh anh hai. Nhược Lan, cuộc đời của anh thật sự quá buồn cười. Anh hai, thứ gì cũng đều là giả, chỉ có với em, chỉ có với em là thật thôi. Nhược Lan, anh là thật lòng. Anh hai, nhanh lên. Các ngươi dừng tay hết. Cô à, dám cử động ta giết bà ta. Điều mà ngày đêm ta mong muốn chính là phải chính tay giết chết ngươi. Giết chết ta? Năm xưa bà không nỡ xuống tay giết Âu Chấn Thiên, còn là ta ra tay cho bà. Bà nên cảm ơn ta mới đúng. Mọi người đi hết đi. Năm xưa là lỗi của ta. An Trần, mẹ, mẹ. Hội trưởng Quý, chạy mau. Nhược Lan, Quý Nhạc, chạy mau, chỗ này sắp sụp rồi, chạy mau. Mau, mẹ. Qua đi mẹ. Mẹ,
Phong Nhi bất hiếu. Không để số vàng này hại đến người khác nữa. Tôi dự tính đem tất cả số này quy kết cho xưởng công binh của cha tôi xây dựng. Nhược Lan, Tiểu Tuyết, cha. Tôi tướng quân, cha. Bác Khang, ông vẫn ổn chứ? Cha. Tiểu Tuyết, con sao rồi? Con không sao. Mở Thiên Phóng đâu? Hội trưởng Quý, tên cẩu tặc Trần Khải Chương đó mua chuộc thuộc hạ của tôi muốn tạo phản. Cũng may Tư Đồ tiên sinh phát hiện ra sớm. Chúng tôi tính tương kế tự kế, gạt hắn đi vào thành, bắt cua trong rọ. Nhưng không ngờ hắn tham tiền nổi lên lòng tham, đi đến mật thất trước. Chúng tôi đã đến trễ. Cảm ơn Chu tướng quân sắp xếp thỏa đáng. Không nhờ vậy tôi thật đã vạn kiếp bất phục. Mã Thiên Phóng cấu kết người Nhật Bản, muốn trong ứng ngoài hợp. Cũng may Trần Khải Chương dẫn chúng tôi đến nơi, một lưới giết sạch được bọn chúng. Hắn tính hết đủ mọi kế, cuối cùng lòng tham đã chôn vùi cuộc đời hắn. Quý Phong, về đi. Chị, lần này chị với anh rể đến Quảng Châu, dự tính khi nào sẽ quay về? Tiền phong của quân cách mạng đã đánh qua được Trường Giang. Lần này anh chị đi chủ yếu để hỗ trợ công nhân ở nơi đó vũ trang cho mình, đấu tranh với quân Hiệt ở nơi đó. Số trang bị mùa đông quân cách mạng đang cần đến, em phải sắp xếp nhanh chóng, sắp đến đông rồi. Anh yên tâm, lúc đó em đích thân đi sắp xếp. Ngược lại anh với Tiểu Tuyết nhất định phải chú ý an toàn, nhất định phải cẩn thận hơn. Bên phía cha và lão Hạ có thuận lợi không? Rất thuận lợi. Loại súng trường đầu tiên cha thiết kế sắp được sản xuất rồi. Lão Hạ nói việc cung ứng nguyên liệu vật liệu bên chúng ta nhất định phải theo kịp. Bọn anh sẽ cố gắng quay về đây trước khi đứa bé ra đời. Tiểu Tuyết nói muốn được ở bên Nhược Lan. Nhược Lan, chuyện giờ em như vậy, chị không yên tâm về em. Nhưng mà chuyện này lại không thể kéo dài. Em nhất định phải chăm sóc thật tốt bản thân. Chị yên tâm, không phải còn có anh ba chăm sóc em sao? Ừ. Đi thôi. Mã Tự Châu, đến bây giờ vẫn còn chưa biết đứa bé này sẽ là con trai hay là con gái nữa. Phi Tinh, em có tính nói cho đứa bé biết thân thế của nó không? Em dự tính đợi đứa bé khôn lớn hiểu chuyện em sẽ nói nó biết. Em không muốn phải chôn giấu bí mật nào trong lòng, bởi vì em từng nhìn thấy khi người nào đó có bí mật chôn giấu trong lòng, bí mật đó sẽ giống như khối u ác tính, sẽ chiếm lấy toàn bộ trái tim của người đó.
Phi Tinh, em tính để đứa bé mang họ gì? Đến lúc chết anh Tự Châu cũng không biết bản thân mình họ gì. Em nghĩ để đứa bé mang họ Âu với chúng ta. Bất luận trước đây có ân oán gì, nói sao đứa bé cũng là vô tội. Em mong đứa bé này có thể được trưởng thành trong thế giới chỉ có tình yêu, không có thù hận. Em tin chắc rồi sẽ có một thế giới như vậy. Ừ, sẽ có. Sẽ có một thế giới như vậy, chỉ có yêu, không có hận.